Yeah. Thank you.
to, có thể là rông nữa. Trời tối đen kìa, đằng trước kìa, chắc là có rông rồi. Nửa tiếng nữa là rông rồi. Rông rồi. Chiếc đấy, lần trước cũng quay nó rồi, lần này quay nó. À, đi làm về. Muốn đèo đúng đường như nó. Để nói chuyện ở nhà buồn quá các bạn. Đức Đức nó là vậy đấy. Đây, đường làng quê thấy chưa? Rách lát các kiểu luôn. Để tôi xem cò. Đấy, hồ chuột, hồ chiếc các kiểu luôn. Thuê nhà ở đây rất là mắc nhé.
một mét vuông làm xong ấy là 3,5 ngàn. Tất cả 3 ngàn đến 4 ngàn rưỡi. Mười mét vuông là 40 ngàn. 100 mét vuông là 400 ngàn. Cứ thế mà mua các bạn. 100 mét vuông 400 ngàn. 300, 400 ngàn. Tiền đâu mà. Thôi chào các bạn nha, đã đến đích rồi.